quý thầy cô. Dưới đây là bản demo giáo án PowerPoint ngôn ngữ văn lớp 9, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bản PowerPoint này do các thầy cô của kênh giáo viên biên soạn. Như trên màn hình, giáo án PowerPoint hay còn gọi là giáo án trình chiếu, giáo án điện tử. Xin kính mời quý thầy cô cùng tham khảo. Trên đây là giáo án PowerPoint của bài số 1 Thương nhớ quê hương, văn bản bếp lửa. Những bài còn lại trong chương trình môn ngữ văn lớp 9 bộ sách Chân trời sáng tạo đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên. Với tiêu chí hiện đại và đẹp mắt, nhất định giáo án sẽ tạo được sự hứng thú học tập cho học sinh. Để soạn được giáo án PowerPoint này, nhóm giáo viên phải mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án PowerPoint các môn lớp 9 của những bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.